Xuyến xin chào bà con. Hôm nay Xuyến với mẹ đi mua 80 phần quà gửi bà con khó khăn ở Cù Lao Long Hộ của bà Hai với chị Yến Mai cùng bà con nước ngoài gửi tặng bà con khó khăn ở Cù Lao. Đây mình tới tiệm gạo rồi. Ủa hai mẹ con dạ. Chị đi lên em đây nè. Dạ, con đi mua gạo, con mua gạo. Này gạo gì mà 17 ngàn vậy cho con Nguyên? Ở đây mình có mấy loại gạo vậy cô? Ở đây 5-6 loại, đến chục loại vậy. Dạ. Dạ là gạo mình đây không, không có lấy gạo của miền Tây. Dạ. Rồi gạo, gạo chị ăn là gạo nào? Gạo chị ăn gạo Bắc Nghè, không có để gạo. Đây hả? Đi đây bụi gì đây. Đây để mẫu thôi. À, dạ để mẫu hả? Ai mua mình lấy chị mua gạo cho em là 80 phần mỗi phần 10 kg, em xếp ra giùm chị mỗi cái 10 kg được không? Có đây có sẵn. À, có sẵn hả? Mà muốn lấy loại gạo thứ nào? À, chị muốn hỏi em nè, mà mình cho bà con để ăn Tết á, gạo cũng hơi khá khá một chút. Thì chị thấy mua cái dạng của chị ăn thì của chị ăn là 14 ngàn. Đó là chị cũng nói thiệt với em là mình mua để giúp bà con nghèo khó khăn đó. Để em lấy cái mẫu cho chị coi. Thôi, chị biết tin rồi. Có này 10 ngàn. Cái này 10 ngàn nó hơi tối hơn nè. Cái hộp gạo nó hơi tối hơn nè. Tại vì 80 phần. Tại vì Tết đó chị mới gắn có cái xinh. Còn này nó đây trắng xếp hơn nè. Đây là Sướng ơi, Dương nói là gạo cao sản 80 phần vậy mà. Chị nói này, em có cho chở xuống tới nhà chị được không? Vậy thứ 6 em cho chở tới nhà chị giùm ngân. Là 14 ngàn ký. Dạ, là gạo này phải không? Thơm lại. Gạo thơm lại. Ngon đó, vậy là ngon. Dạ. Lại vô dung phần 10 ký như này gọn quá em nè. Gọn rồi. Đấy, vậy Dung cũng ra phần quà. Cũng để cho người ta tặng quà Tết á. Dạ. Nè gạo này nè. Gạo này là gạo đẹp quá, trắng luôn kìa. Thứ trong bao này đúng không? Đúng rồi. Cho nên thường thường chị ăn em không có cái gạo chị ăn là em bỏ ra ngoài. Ngon lắm phải không? Dạ. Rồi tất cả là cũng ngon. Chỉ có cái là vậy nè, em nói chị nghe nè. Chỉ có cái dẻo ít dày dẻo nhiều. Rồi, mình cho mình ăn hoài mình nấu thì cái mình quen. Chị quen có người ăn không được. Chị kéo nấu nữa. Có người ăn có nhiều người thì người ta không có quen nấu rồi mình phải hướng dẫn người ta. Nhưng mà trước khi chị cho người ta. Thôi em nói vậy là chị phải nói được rồi, ngon. Chị phải nói là gạo này gạo thơm nha em về em nấu ít nước. Dạ. Chị cho chị phải dặn vậy. Dạ, dạ. Chị đi phải dặn. Em bé em cũng dặn ta vậy em ơi. Nước này nhiều nước chúng mình đi dán tay. Dạ. Dạ. Chị nấu. Chị nấu. Chị thích ăn gạo dẻo. Chị thích ăn gạo thơm. Buộc lòng chị phải nấu ít nước. Cái gì cô Dung với cô nói là chú nấu với lại quan trọng là chị nấu mơi ăn mơi chị ăn chiều. Dạ. Không có dấu từ sáng ăn mới chiều. Mà chị hâm đi hâm lại là nó không về nó ngon. Cái gì cũng vậy. Mời bà số đẹp á. Đúng rồi chị Dung đã làm sao. Vậy là con đặt 80 phần quà đó là sáng thứ 6 á. À, cô chở xuống giùm con nha. Sáng thứ 6 của nhà chị. Chưa cũng được. Dạ sáng hay chưa cũng được. Mà trong vòng ngày thứ 6 giùm con nha. Thứ 6, bữa nay thứ mấy rồi? Dạ thứ 3. Thứ 5, thứ 6 ra đi tại vì khi mình sáng vô sớm ha. Dạ đúng rồi. 7 giờ ra được chưa? Mà tới trưa được. Dạ. 7 giờ em ví dụ mình cho người ta thì mình đúng giờ đúng giấc em ra tới mình chưa khô à. Tại vì chị đem về nhà chị tới chủ nhật thứ bảy chị mới cho qua với chủ nhật chị mới cho ăn hai xả. Dạ. Đó rồi vậy con có vô phần quà này kia nữa. Dạ. À, vô phần quà rồi, em tính tiền cái túi gạo đi nó như vậy nè. Dạ. Vậy đẹp đấy. Tại gạo xinh mà nó vậy tại vì dạ. Có nhiều người ta đặt gạo Tết con Tết này là con cho bà con Tết gạo thơm lại là phải có cái chữ thơm dạ. Lại thơm lại còn nếu gạo mà bình thường á gạo từ thiện á là bà con 10 ngàn rau xanh này. Rồi 11 ngàn ký hả? Rồi vậy chị mua loại này ha. Dạ đó rồi đó. Cho bà con ăn Tết. Chứ lại nói chị nghe ở đây em bán cũng nhiều người tới đặt lắm ra nước ngoài điện gì đặt cho em để biết sao. Đặt cho quan trọng là đặt thứ nào ra thứ đó. Dạ. Người ta không có sợ tốn tiền mà người ta sợ uy tín. Dạ chị đúng rồi. Cho bao gạo đó. Nói tiếng gạo cho mà không được. Nói chung là vậy. Dạ. Tết tao ăn nghèo chị. Nếu như chị nói là như gạo 10 ngàn thì nó rất là cứng cơm. Dạ, mà ăn mất uy tín, người ta đâu có dám quay giàu rồi. Cái đó là quan trọng nhất. Đã người ta đi từ thiện mà chị. Ví dụ người ta đặt mình là gạo 15 mà không lẽ mình đưa 14. Dạ, người ta nói như
lương tâm mình đâu có chịu cho phép vậy. Dạ. Với lại chị biết gì không, người ta đã chấp nhận cho từ thiện mà mình còn tính cái gì nữa chị. Mình không cho thêm nữa thì thôi, mình tính gì nữa hả cô? Không phải để kiếm lời đâu. Chính xác, bán đạo từ thiện phải ăn chỉnh chị. Ăn chỉnh nào. À, em tính tiền giùm chị luôn đi. Dạ, thôi cô tính tiền. Cái chừng nào em cho người đưa xuống nhà chị. Xin xác. Rồi. Muốn cái gạo 10.000 nó hơi đen nè. À, con cảm ơn cô. Gạo chắc chất chứa trong nhà nhiều quá chừng luôn. Ồ, gạo từ thiện đây hả cô? Đó, có sẵn đây. Có sẵn đây, sẵn sàng luôn à. Dạ. Bà chủ thấy dễ thương quá. Rủ lên đằng sau chơi. Trời ơi, đằng sau rộng thênh thang luôn. Trời ơi xoài. Trời ơi sao rộng quá hen cô Dung. Dạ trời ơi xoài kìa. Nó hay là gọi là xoài. Cái loại này là xoài giống như là mình ăn xanh, xài xanh. À, xài xanh rất hả? Rất là ngon. Của hai chị. Xài, xài Thái hả? Rồi đó. Thôi cảm ơn cô nha. Dạ bao bì nữa. À, ơi. Lo kiếm tiền đây rồi. Cô gạo cô chủ thấy thương quá. Trái thôi. À được rồi cô Dung, dung. Trái được rồi cô. Không, xài đâu có vui đâu con. Dạ. Không sợ, không có thuốc, hai cái. Để tìm không, tìm hai thuốc kêu hai cái đủ rồi các bạn. Dạ, cho có cặp có đôi nha cô. Cô tốt vậy? Mua đây tao bán. Mua quá hả? Dạ. Quá, chừng cái ham ơi. Dạ. Rộng quá chừng. Rộng quá chừng luôn hả? Xài quá chừng luôn nè. Để xíu rồi đi ra. Ôi chị ôm mặt tỉ bây giờ con chị không tha gì mệt lắm ha. Không mệt lắm chị ơi, em ham vậy lắm. Ở đây người ta khen chị lắm. Con gửi tiền đợi cho tôi. Thôi kinh tính cho phải 11.200.000. Chị tính lợi rồi tiền chuyên chở là có tính không? Thôi để em tự vô đi cho. Chị đi vô chợ vô mình phải mua thêm là tiền với đồ ăn nước tươi thường là cái gì con trả đủ luôn hả? Chị mua đồ trong bảy hồng hả chị? Chị vô mười bảy á. Mười bảy là ai cắm á? À mười bảy rồi cắm. 11.200.000 chị vô phải nói là em 300 đúng không? Làm sao mà mai mốt miễn đứa đẻ đứa gái đứa đẻ thằng trai để nghe dung dẫn nha. Cháu đẻ gái cháu cũng thấy thương nữa con cũng. À, đây là cái tiệm gạo mình mua ủng hộ bà con khó khăn đây. Bây giờ mình sẽ đi qua chở mẹ đi vô mở bảy mua một số quà nữa. À, mình qua đường thôi. Dâu. Dâu. Lát mua hộp cải đi. Cô bảy về cô bảy. Cô bảy. Tìm nè hả? Biết không? Cái giỏi. Giá 17 mua quà. Dạ. Để thứ bảy chủ nhật tặng bà con nghèo khó khăn ở Cù Lao Long Hữu. Dạ. 80 dạ. Phần. Dạ. Cô bảy về hả? Dạ. Bảy giỏi quá. Ngày mai đi. Giờ mình ghé cửa hàng Ngọc Cẩm đi. Cẩm ơi. Bây giờ mình đi vô lựa đồ. Cho người ta xong chưa?
Mà Bảy ơi, mà Bảy đang bán hả mà Bảy? Mà Bảy đang bán rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ tặng hủ cốt kiệu có rảnh đi sách không? Đâu. À, mẹ, ơi, mẹ con tặng cho mà Bảy hủ cốt kiệu. Con để ăn phép. Dạ. Ba bữa nữa bỏ tủ lạnh đi. Hả? Bỏ tủ ngăn mát đi. Rồi. Vậy làm đâu vậy? Hay giờ mới đem thấy ở đây mà hay vậy? Tần nữa đi bỏ tủ lạnh. Hả? Bữa nhà có máu qua cắt phụ chứ một mình chắc bằng sờ quá à. 20 ký mà. Ô ngoại cắt giỏi lắm. Rồi giờ chia hết đó, rồi còn mấy phần ở Đồng Nai để Tết thôi là tạm như chia hết rồi. Đúng quá. Nhưng mà trong bịch trắng ta bán có 40.000 ký mà chị dặn 50 mà ai ngờ đâu cũng không có đến. Bán cho người ta đi rồi. Rồi chị nói chuyện chút. Nói chuyện này chuyện lớn nha. Nói chuyện lớn nhưng mà nói chuyện nhỏ hả? Ở cửa hàng của mẫu Bảy ha, nhỏ mà nhiều đồ, đủ thứ đồ luôn. Bánh ngọt không? Bánh mứt, kẹo. Dạ, mứt sấy. Sấy vô bịch rồi. Cái này là mứt tương. Dầu ăn. Cái này mình mua nước tương, dầu ăn, đường. Nước mắm Nam Ngư. Hai, cái đó để em điện cho xe chở tới nhà chị luôn. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Chị gói rồi chị gói. Cứ ghi to thì trả tiền theo đúng to rồi. Đó. Dạ, đúng rồi. Chị mua bịch chị bỏ vô. Dạ. Em điện gọi cái xe nó chở xuống chị đó, cái chị kiểm đồ chị trả tiền đó. Dạ. Chị tiện quá ha, có xe xuống tới nhà, tới nhà xe, luôn. Em dựng xe mỗi ngày cái nó xuống giao tại nhà chị luôn, tại em dặn chị là kế Mai Hiền. Thì khỏi Mai Hiền có bản yên điện tử. Yên điện tử và yên điện tử. Khỏi Mai Hiền. Vậy là trong ngày thứ 6 nha mà bảy trong tuần này. Là mai mốt được. Em điện là ngày mai đó. Rồi rồi. Dạ. Dần tốt nữa. Dạ, dần tốt, càng sớm càng tốt. Chị chia phần ra. Lần lát mà bảy có cái bịch đó bán cho con mới luôn. Rồi đừng phân ra luôn nha mà bảy. Hiền à. Tâm nè, tâm nè, 56.000, 128.000, cái gì, tin dầu ăn, dầu, bây giờ cho dầu Trường An đi, để dầu Trường An đi, thì tin tổng đi, tổng Trường An đi, 30, để ngang cho tổng mua khẩn, thì Tết, dạ đúng rồi, Tết mà mò bảy, 101 rồi, 3, 6, 9, 902, tháng 2 còn này, đường 2 ký đường. Rồi chị cũng thu ký cái giá đó một bịch được 8 7 ngàn nữa. Từ hả? Chưa xem cho nó tương mấy ngàn. Cho nó tương nước ca đi, ca 14. Cho đổi cho nó tương nào. Ví dụ cái nó giỏi phải không? Chưa có nước tương. À thì nước tương nữa. Chỉ có bột ngọt nè, thùng mì ba miền nè, một cây dầu Trường An với 2 ký đường. Đúng rồi, nãy chị có nước tương rồi. Chị có tương đi. Vậy là 157.000 tính dấu không đúng không? Tính dấu không á. Vậy là 57.000 được không vậy? 557.000. Rồi bán cho số bịch. Số bịch là chị bỏ vô. Rồi. Vậy đủ ha. Dạ. Vậy cái này để hỏi điện thoại đi. Rồi, cái mai đi giao tới chị. Rồi. Dạ, y điện tử. Tại xe xuống mỗi ngày nó chị kiểm đồ trả tiền. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi. Mai mốt thì cũng được. Thì trong sau tới thứ 6 phải cố nè. Thằng lâu mà. Thứ bảy chị cho rồi. Dạ, bữa nay mới thứ ba mà bảy. Mai thứ tư rồi chị làm được tầm 116.000. Rồi đi 12 luôn đi, bo luôn đi. Rồi. Rồi. Dạ, con công. Cảm ơn bà bảy. Dạ. Ghi dùm là quá tốt rồi, cảm ơn ngày bo 4 ngàn. Ủa nãy có bỏ nước tương vô đâu? Không biết co nữa không? Anh đi co, anh lấy cho hai chai. Xong rồi đó, để lại để cho bò già sống rồi. Dạ. Rồi mình không đi chùa thì mình về chứ chị, trời ơi, còn ăn lần có nhiêu đâu. Dạ, cảm ơn bà Bảy rất là nhiều. Dùm cho đồ ngon đi cho ăn Tết đi. Dạ. Thì nãy chị mua gạo cũng giá gạo 14 ngàn ngon á. Rồi, đây là cái cổng cũng cảm ơn. Dạ. Dùng dạ. Cô Yến Mai, chị Yến Mai. Cô Yến Mai nha. Dạ. Số 1, bà 2 nữa. Bà 2. Bà 2. Mấy người danh nữa.
một số người nữa. Dạ. Chưa biết tên. Ảnh danh rồi, con cảm ơn nhiều nha. À, con cảm ơn bạn Bảy nhiều. À, bây giờ xuống với mẹ cảm ơn bà Hai với lại chị Yến Mai cùng bà con ở nước ngoài đã cùng đồng hành với Nam Việt, ủng hộ bà con nghèo ở Cù Lao Long Hụ. Rồi xin cảm ơn rất là nhiều và hẹn video tiếp theo nha.